hàng là thành công của chúng tôi. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đang nhận một em expander tới trung tâm của mình để làm dịch vụ là cân toàn bộ lại phần bánh xe, phần mâm xe đã đi trong một thời gian rất là lâu chưa được cân lại. Cái thứ hai này là hiện tượng khi cái xe này tới với mình là đang làm hiện tượng là mốt lốp mòn không đều. Cái thứ hai nữa là hiện tượng là chạy trên 70 km và có hiện tượng bị rung tay lái và bị nhau lại đó. Thì mình sẽ tháo toàn bộ bốn chiếc mâm xe này ra để vệ sinh và cân toàn bộ, cân mâm đóng chỉ lại hoàn toàn đối với chiếc xe này. Thì xin mời anh em vào trong này. Thì toàn bộ bốn chiếc mâm này đã được anh em kỹ thuật tháo toàn bộ ra và đang làm vệ sinh phần đá dính ở trên phần khe kẽ của chiếc lốp. Thứ hai là vệ sinh lại toàn bộ chiếc mâm để mình đóng chỉ lại được cho có độ chính xác cao và hiệu quả cao. Đó, và đây là chiếc mâm mình đã vệ sinh xong và vệ sinh phần đá dăm và phần sỏi bám ở trên chiếc lốp này cũng đã được sạch sẽ. Đó, thì để mà quá trình được cân mâm diễn ra một cách hiệu quả và chính xác nhất thì anh em nên kiểm tra cho mình cái thứ nhất là phần chì cú. Anh em phải tháo toàn bộ ra, kể cả chì dán và chì đóng anh em cũng phải tháo hết ra bên ngoài luôn. Cái phần thứ hai nữa là phần đá và sỏi bám ở trên chiếc khe kẽ của lốp này thì anh em cũng vệ sinh sạch sẽ đi. Đó, thứ ba nữa là anh em cần phải kiểm tra cho mình là cái áp suất hơi ở trong cái lốp này là đang là bao nhiêu, thì phải để đúng cái thông số của nhà sản xuất đưa ra. Đó, ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành cân mâm của chiếc này. Đó, mình sẽ cân. Bây giờ mình sẽ tiến hành nhập thông số này. Đối với chiếc mâm này thì mình sẽ cân ở chế độ alu 1 là chế độ dán chì. Thì mình sẽ dán mép bên trong của chiếc mâm và dán mép bên ngoài của chiếc mâm. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành nhập thông số này. Đây là toàn bộ thông số mình đã nhập xong vào chiếc máy này. Đó. Bây giờ mình sẽ đóng cái phần nắp chụp lại thì máy sẽ tự động cân. Ok, sau khi máy đã quay xong thì sẽ có vị trí, tìm ra vị trí đóng này. Một bên 10 là 10 gram. Thì bây giờ mình sẽ tìm vị trí đóng này. Ok, sau khi mình đã xoay chiếc mâm thì máy sẽ tìm ra vị trí đóng. Ở khu vực đây là khu vực bên mép trong của chiếc mâm này thì sẽ là hiển thị 10 gram. Thì sau khi mình tìm được vị trí thì máy sẽ bắn tia laser ra cho mình cái điểm mình dán. Sẽ cắt chỉ 10 gram này. Ok. Ok, sau khi mình tìm mình sẽ có đây có phanh, mình sẽ phanh chiếc lốp này lại để cố định chiếc lốp này không bị xoay đi. Đó. Mình dán. Ok, mình sẽ tìm vị trí với mép bên ngoài. Ok, mình tiếp tục dán 10 gram. Ok, sau khi mình đã gắn xong mỗi bên 10 gram chì thì mình tiếp tục kiểm tra chiếc thì sau khi cân lần đầu tiên thì mỗi bên là 10 gram thì mình sẽ kiểm tra tiếp theo. Thì bây giờ máy đưa cho mình một thông số là thêm 5 gram chì ở bên mép bên ngoài nữa thì mình sẽ gắn thêm 5 gram chì ở bên ngoài là cái điểm thứ hai. Thì mỗi lần kiểm tra thì máy sẽ đưa cho mình là một thông số ở một vị trí sau khi mình cân xong ở cái vị trí đầu tiên. Thì bây giờ tới vị trí thứ hai thì vẫn đang còn thiếu thì bây giờ mình sẽ cân thêm phần mâm này.
bạn khác thì thử đây, mình cho nhân lại. Rồi là mình vừa dán bổ sung thêm chi mà đã hiển thị ở trên máy, thì bây giờ máy đã đưa cái phần la răng này là về vị trí cân bằng nhất. Thì đối với những chiếc mâm sau, la răng sau thì mình làm tương tự như vậy. Vừa rồi là mình vừa tiến hành cân tải toàn bộ mâm và la răng của chiếc xe này và đảo bốn bánh cho nhau. Đó là một cái quá trình mà anh em bảo dưỡng và kiểm tra nhanh phần mâm và phần bánh xe của chiếc xe Xpander này. Thì anh em đang có nhu cầu bảo dưỡng xe hay là về chăm sóc làm đẹp thì hãy liên hệ với Automic quận 12. Xin chào mọi người.